Sau khi khám nhà của một người ở Nghệ An, cảnh sát phát hiện cá thể hổ nặng 37 kg, cùng một bộ da 21 kg và một chiếc đầu. Sáng ngày 28 tháng 10, Phòng Cảnh sát Môi trường PC49 Công an tỉnh Nghệ An cho biết Lê Văn Đức, 26 tuổi và Nguyễn Thị Quý, 48 tuổi, cùng chú huyện Diễn Châu đã bị bắt về hành vi mua bán động vật hoang dã quý hiếm. Cảnh sát xác định trong đường dây vận chuyển hổ đông lạnh từ Lào về Nghệ An, Đức trực tiếp lấy hàng từ Lào xong không mang về nhà mà gửi ở nhà hàng xóm. Trưa ngày 27 tháng 10, biết Đức đang có mặt ở nhà bà Quý để cất hàng, cảnh sát ập vào thu một cá thể hổ nặng 37 kg, một bộ da hổ nặng 21 kg và một bộ đầu hổ nặng 6 kg trong tủ đông lạnh. Vụ việc đang được bàn giao cho công an huyện Diễn Châu để mở rộng điều tra.